Xin chào các bạn, lại gặp lại các bạn trong một cái video hướng dẫn một cái học bổng ở bên anh. Học bổng này thì cũng không nhiều bạn biết đến đâu, do là chị đã từng support rồi nên là chị muốn giới thiệu đến cho các bạn cái cơ hội này. Để không mất thời gian của các bạn thì chị đi qua nhanh về nguồnhocbổng.com. Nguồnhocbổng.com trọng tâm vẫn là hướng dẫn một kèm một sang học bổng du học với tất cả các loại học bổng. Và song song nó có những cái lớp training để build up làm mạnh hồ sơ sang học bổng cho bậc thạc sĩ. Thì bạn nào có quan tâm những cái này thì có thể liên hệ với chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào học bổng chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nói, đó là học bổng Green Future. Học bổng Green Future là học bổng của trường đại học Exeter. Exeter là một trường đại học thuộc Russell Group, là một trường đại học có uy tín và lâu đời ha. Thì đây là những cái campus của họ. Thì chúng ta sẽ vào cái phần phân link và chúng ta sẽ click vào Postgraduate Touch. Chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ thấy được cái danh sách học bổng này. Học bổng này chỉ dành cho bậc Master ha, và dành cho một năm duy nhất. Chúng ta sẽ có nhiều cái học bổng nhưng chúng ta sẽ click vào Green Future. Thì đây chính là học bổng Green Future. Chúng ta sẽ có 9 suất ha, có nghĩa là 9 bạn. Và sẽ được phần thưởng này là full học phí và living cost, là tiền sinh hoạt hàng tháng của mình. Có nghĩa là học bổng toàn phần thạc sĩ. Rồi, học bổng này yêu cầu cái gì? Thì từ từ chúng ta sẽ phân tích ha. Chúng ta đầu tiên sẽ nhìn được là những cái ngành của nó là có tài chính nè, đầu tư, kinh tế, quản trị, entrepreneurship, HR, marketing, BA, đúng không? IB, MBA, cho cả MBA ha. Rồi, cho cả renewable energy, cho cả data science, cho rất là nhiều lĩnh vực ha. Đúng không? Rồi, cho cả law, LLM, cho khá là nhiều lĩnh vực ha. Gần như là cover được hết. Rồi, vậy thì học bổng yêu cầu cái gì? Đầu tiên mình phải là sinh viên quốc tế. Thứ hai mình sẽ đến từ low và middle income, Việt Nam mình được. Cái thứ ba là mình đã có một cái offer của cái trường Exeter trong cái list master ở đây. Phải là list master ở đây mới hợp lệ nha, không là không được nha. Rồi cái cuối cùng là không được học hay làm việc ở một cái nước high income. Câu nói này có nghĩa là gì? Câu nói này có nghĩa là những bạn mà có cơ hội đi làm ở nước ngoài rồi á, thì có thể sẽ không cạnh tranh với học bổng này, không được ưu tiên. Câu nói này cũng có nghĩa là bạn nào đã từng đi du học rồi thì cũng có thể không phù hợp lắm cho học bổng này. Vì học bổng này nó ưu tiên cho những người chưa đi nước ngoài lần nào, chưa có cơ hội được học và trải nghiệm quốc tế. Vậy thì quy trình nộp học bổng này như thế nào? Rất là đơn giản, chỉ nộp đúng một bài personal statement, tối đa 500 từ, trả lời 4 câu hỏi này. Vậy thôi. Nó không có yêu cầu gì mình quá nhiều trong cái thủ tục nộp, mà sau khi tụi em có offer xong, tụi em chỉ viết thêm một cái bài luận như thế này để nộp thôi. Và tiêu chí xét tuyển của học bổng Green Future toàn phần thạc sĩ này là gì? Đầu tiên là Academic Excellence, cái thứ hai là Interest and Relevance, đúng không? Cái thứ ba là kinh nghiệm và cái tiềm năng của mình. Cái thứ tư là cái mức contribution của mình cho cộng đồng, cho xã hội ha. Và cuối cùng là cái kiểu CSR đó. Thì nó là cái này. Nói chung là nó yêu cầu cũng khá toàn diện của một ứng viên. Nhưng trong đó cái đầu tiên mà mình phải vượt qua là Academic Excellence ha. Ok không? Rồi, và đây là deadline nộp. Sau đó thì sẽ có một cái interview ngắn thôi. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một học bổng có quy trình xét tuyển khá là gọn gàng và có chính xuất. Mình chỉ nộp đúng một cái bài luận này thôi sau khi mình đã có offer. Cuối cùng thì bạn nào cần support cái học bổng Green Future này của trường Exeter thì có thể liên hệ với chị. Chị có thể support vì chị đã từng support rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn apply thành công học bổng Green Future, học bổng toàn phần thạc sĩ của trường Exeter tại Anh Quốc.